Kính thưa quý vị, tin từ Anh Quốc, Ergy, con chó trong phim The Artist, được viết thành sách. Cuốn sách về con chó sàn Jack Russell đã được phát hành ở Anh với dòng người xếp hàng dằng dặc để được mua ấn bản đầu tiên. Được viết bởi tác giả người Anh Wendy Holden, cuốn sách được mô tả như một câu chuyện thần kỳ, rách tả tơi làm nên giàu có. Chú chó Ergy được chủ của mình Omar Von Mueller giải cứu. Omar cũng là người huấn luyện chó. Có một con chó tên là Jack Russell thật, nhưng ban đầu nó bị điên. Con chó nhai đồ đạc, đuổi mèo, làm mọi thứ xấu. Nhưng sau đó, chú chó được dạy dỗ rồi cuối cùng đã trở thành một thành viên của gia đình. Và quan trọng là trở thành một diễn viên tuyệt vời. Con chó 10 tuổi đã trở thành ngôi sao trong vai Jack, chú chó săn đáng tin cậy của nhân vật John Duhadon trong phim The Artist. Ergy cũng có trang Facebook riêng và có 8.000 người theo dõi trên Twitter. Mueller nghĩ rằng chú chó Ergy thích thú khi được sự quan tâm và được đi đây đó.